và nói Hoàng giáo đó là tôi cầm súng để mà đe dọa anh Đinh Lan đó quý vị thấy không. Một con người sống như tôi, bản lĩnh như tôi thì sợ gì đâu. Nó muốn 2 triệu thì nó có liền 2 triệu. Mà nếu mà nó khó khăn quá thì nó cũng lên đăng bài cộng đồng thì mọi người cũng giúp đỡ nó một chút. Chứ tại sao nó phải... Đó, quý vị coi nè, đó là tin nhắn nè. Đó, nó hâm nhỏ con tôi nè quý vị. Nó hâm thằng nhỏ con tôi mới ghê nè. Nó nói, cái là kiểu mà nó cà khịa đó, 2 triệu không được thì 500 ngàn. 500 ngàn mà tôi chơi dơ quá thì nó sẽ xúc con tôi. Nè quý vị coi nè, hay không quý vị? Người thật việc thật luôn. Đó quý vị, đó cho nên là quý vị thấy không? Xin có 2 triệu mà thậm chí 20 triệu và thậm chí 2 tỷ tôi cũng chuyển nữa. Vì sao? Tôi sợ lắm. Tôi sợ hiếp con tôi lắm. Nói gì tôi đụng tới con tôi là tôi sợ lắm. Cho nên là tôi lập tức là tôi phải chuyển liền 2 tỷ thành công vào đúng tài khoản của nó. Và hôm nay nó vui vẻ là chị phải tin em, là em muốn hợp tác với chị. Em không binh ai hết đó. Nhưng mà tại sao chị tấn công tụi nghệ sĩ với lại tấn công Đinh Lan thế này kia? Thì câu chuyện nó rất là rõ rồi. Như rung mạnh ra, rung lớn ra cho mọi người thấy. Đầu tiên thì nó nói là ủng hộ chị, tôi nó đứng về phía tôi. Nếu tôi sẵn sàng chi tiền cho nó thì nó sẽ bóc phốt con Đinh Lan. Còn tôi không có chi tiền cho nó thì nó sẽ quất tôi bằng cách đó quý vị. Nó gửi bao nhiêu tin nhắn tục tiểu với tôi, nó gửi bao nhiêu cái tin nhắn gọi là đe dọa tôi, nó gửi bao nhiêu cái hình ảnh mà chia sẻ tôi thế này thế nọ kia. Bắt đầu nó dùng những cái lời lẽ mất dạy khi mà tôi từ chối nó là tôi không cần sự giúp đỡ của nó. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì 2 triệu nó cũng không lớn gì. Cho nên tôi cũng đã chịu chuộng nó là bằng cách là tôi đã chuyển cho nó 2 triệu. Nó tống tiền tôi công khai luôn nha quý vị. Nè nó à, chị là gì mà phải cẩn thận con trai chị hứa. Nhớ nha, con trai chị đó. Đó, thấy quý vị. Đó, tôi mới nhắn lại em âm dọa vậy đó. Nó nói thẳng vô là nó sẽ quất con trai tôi đó quý vị. Thì quý vị thấy cái gan nó cỡ nào và... Nó là ai mà nó đi bên con Đinh Lan tắt đến như vậy thì quý vị thấy rồi. Nó cũng bán rượu rồi bán hàng online. Đâu quý vị thấy không? Đâu có khó gì đâu mà tìm ra nó. Thậm chí là tài khoản của nó, rồi tên của nó, số chứng minh của nó tôi lục ra cái một. Nhưng mà thôi mình cũng thông cảm cho em nó. Cái mùa dịch nó khó khăn cho nên nó cần 2 triệu mà chẳng lẽ mình không cho nó. Thấy quý vị? Nhưng mà cái lời lẽ của nó đó là nó thật chứ quý vị là đi kiếm chuyện. Nếu như mà tôi đồng ý với nó về vấn đề mà cho nó bóc phốt con Đinh Lan á thì nó sẽ ra một số tiền. Nhưng mà tôi không phải cái loại đó, tôi không phải là cái loại mà thiếu bản lĩnh mà phải nhờ người khác. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Trong một cái cuộc chiến suốt cái thời gian dài như vậy, lần đầu tiên có một cái thằng nó tống tiền tôi công khai luôn. Tống tiền công khai và sau khi mà vừa nghe tôi từ chối là lật mặt chửi tôi như một con chó. Và sau khi mà nhận được 2 triệu rồi thì quay qua là rất là vui vẻ là chị phải tin em. Em sẽ điện thoại em nói chuyện với chị để cho chị biết là này kia nọ nọ kia. Quý vị thấy xã hội đáng sợ hơn. Quý vị nhìn cái mặt thì quý vị đã thấy rồi đó. Nhi ơi, Nhi đưa cái mặt lại một lần nữa cho mọi người copy về nha. Để biết cái thằng này là nó là cỡ nào nha quý vị. Thì nó tống tiền tôi á thì tôi chuyển liền mà sợ nó tống tình tôi không biết làm sao đó. Từ chối thôi chứ tống tiền chuyện nhỏ xíu ha. Chuyện đó rất là đơn giản nha quý vị. Và hôm nay nữa đó nha quý vị, tôi nói cho quý vị nghe có đầy đủ nhiều cái chuyện mà để kể cho quý vị nghe lắm, nhiều chuyện lắm. Thêm cái chuyện tiếp theo nữa đó quý vị, là tôi đang nói cho quý vị nghe về cái mặt trái của đủ gì thêm sự rất là rõ nha quý vị. Bây giờ mình bắt đầu cái câu chuyện nha quý vị. Hôm nay thì nói tóm lại là mình lại hơi bất ngờ là bởi vì bỗng nhiên lại ông tự ở buổi này cái con đinh tặc á nhắn tin nó nói rằng là tôi quay đầu đi tại vì hôm nay quý vị đã thấy rồi đó, đã bóc phốt ra là nói chụp nợ của người ta đến nỗi mà cái kênh YouTube của chuyện đời thường á nó quay luôn cả một cái
người mà bị giật nợ á,